Ui, bự 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 bự. Ui. 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 Cho mới thả xuống rồi chứ. Mới bẻ cây lại cho vô cái cọng nó rộng quá cả nhà. Lại không dính nữa nè. Ôi ôi cho nó cá nhỏ, nó bự mà bao cá nhỏ. Ôi chập bá luôn kìa. Chào cả nhà mình nhá. Nhà các bạn. Chào cả nhà. Này hai bố con đi câu cá cả nhà ơi. Từ ngày sáng hai cha con chạy đi vô trong cái trường câu cả nhà để kiếm mà. Ô bịch hũ chân hả? Đi vô câu cái hồ này cả nhà ơi. Quá trời cái hồ. Thì hai cha con hôm nay chạy vô đây câu giờ trong này. Trời ơi đừng có nổi rồi ba. Mà nhìn đang nổi con nào lấy hết có biết luôn kìa, nổi kẹo nước đang ở chân kìa. Ôi trời cái này. Ôi cả nhà ơi, cá nó nổi kẹo nước ở chân, con nào không lấy cá ký xong rồi cả nhà. Đã quá. Thôi đầu đi theo. Nghe vui ha. Hãy là chúc tốt lành tới ông bà cô chú anh chị em mình nha. Vui rất là cảm ơn cả nhà mình đã dành thời gian theo dõi video của vui trong suốt thời gian qua luôn nha cả nhà. Hả? Trời ơi trời, con nào đó như chiếc chực chuột thăng cả nhà ơi, hết biết rồi. Cả nhà mình xem ủng hộ cho vui xin một like cũng như một đăng ký để có động lực cho những video mới nha cả nhà. Trời ơi trời, nó bị một cái như con cá sấu rồi trời. Trời quá trời rồi ba ơi. Bây giờ để vui xuống cầu cái tí cá ăn vô quay cả nhà mình xem ha. Thì vô thì nhìn thấy cá thì thấy khoái rồi đó. Nhưng mà để câu cái coi nó ăn hay không cái nghe cả nhà. Nhìn thì thấy khoái rồi. Hồ này thì cá lớn không à, nhưng mà hồ thôi. Ở đây bày 50 con nào nấy kìa bà. Dữ lắm cái hồ này, cá dữ lắm cái nhà. Trời đừng nói nữa kìa. Quá ham rồi. Thôi để vui mua tắt cam cái tí cá ăn vô quay cả nhà. Dính con rồi cả nhà ơi. Nãy giờ câu bên cái hồ bên kia, câu bên cái hồ bên kia nó không chịu ăn cả nhà. Thì hai cha con mới chạy qua đây hồ bên kia thì cá lớn không à. Mà dở con cái câu nó không ăn cả nhà. Rồi hai cha con đi hạng qua bên đây. Câu kiếm vài con cá cả nhà. Cái cần câu máy ba vui ông luyện ra ngoài đó, cá nó cũng đang ăn cần câu máy ngoài đó ba. Cả nhà xa quá chắc cả nhà nhìn không thấy. Qua đây kiếm về cá ăn cả nhà ơi. Cái này giùm tới giùm đuôi xem mà nó chặt chuột vậy với ta. Rồi, được mở hàng được em đầu tiên rồi cả nhà. Cực câu máy thì quăng ra tuốt ở ngoài cả nhà, để có cá bự không. Vui vậy vui câu cần nằm bên kia. Nãy giờ bên kia là mớm mồi luôn, câu không có dính con nào hết. Ôi lỗi mất tiêu nữa rồi kìa. Trời ơi. Chơi bạo vậy. Cái cây câu kia nó ăn kìa bà. Hai cần luôn kìa. Dứt. Một cái em. Cần chuẩn bị giật cần này luôn hả? Ở đó dứt. Trời ơi. mini. Thôi kệ dính. Con này cũng được, không bự không cả nhà. Hai em. Cái cần kia gỡ thả đó, con mini. Ăn thấy ghê được chứ, công nhận ở trong đây câu lần nào cũng vậy hết cả nhà, cá nó ăn thấy mê. Ui bự. Ui. Ui. Cho mới thả xuống rồi chứ, mới bẻ cây lại cho vô cái cọng nó rộng quá cả nhà. Lại không dính nữa nè, ôi trời dính thấy mê vậy trời. Ui trời dính cá bự đã quá. Cá bự nó bén cần đá ghê. Xuống đây không? Lớn gì câu bên kia móm qua đây nhà hơn cũng làm vớt vát được vài chú ha. Đấy, tiêu luôn rồi bay. Bự không bắt? Bụng nó im. Im cả nhà ơi. Còn máy bữa nay lên hàng nha cả nhà. Lên bèo
cá bự làm như nó không mà sao ha. Rồi cái đá này ghê vậy. Lên hàng, lên hàng, lên hàng, lên hàng. Ui, bự không, bự không, bự, bự không bắt. Trời mới mới thảy xuống. Mới thảy xuống là đớp nữa rồi, thấy mê vậy. Để không được. Nhưng cá bự nó ở ngoài không bắt. Đang gỡ gói hai lưỡi câu này cho ba vui nè cả nhà. Không lại chín nữa rồi. Ngon quá. Vô gỡ cái này ra cho ông các coi. Cái hồi đó đánh chứ. Mới thảy xuống ăn nữa rồi. Giật dính nữa rồi. Cũng như cá bự nó ngoài không có gì ba ơi. Bự không ba? Cũng vừa vừa như nãy à, không có bự không? Rồi. Trời ơi. Cái này chắc móc câu đường này luôn quá. Cái bự nó ngoài không mà cả nhà nó không có vô trong mé. À, câu vô ngắn quá vậy. Dứt 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 dứt. Trời ơi, cá con rồi ơi, cá con quá. Buông lên rồi. Dạ con ở qua đây con đi làm rồi. Thế còn sẵn đây con đi câu luôn chứ con không có biết chỗ. Câu cá dư khi nè đâu có gặp mình câu có vô. Làm cà rét giải trí. Quay giải trí chơi đi câu cuối tuần đồ nghỉ rồi mới đi câu được, bình thường con cũng đi không được. Rồi giờ chú qua đây chú làm cái gì? Dạ con đi làm công trình. Ôi ôi cho nó cá nhỏ, con nói bự mà bao cá nhỏ. Đâu hết dữ vậy. Ôi chập phá luôn kìa. Ôi cha vô ông hô cá nhỏ. Nãy giờ giật toàn cá nhỏ không rồi cả nhà. Dạ chắc rồi. Cái gì? Dùng dây ghê. Ủa cá bự dữ lắm luôn. Anh đâu con cá. Cho dở lên cho dơ cái tay đặt cho mình cá đi. Ôi trời cả nhà những con cá nè cả nhà. Ôi đã chưa? Trời con cá ít biết bự rồi. Ôi ta chê cho hô cá nhỏ. Bự là cá nhỏ. Nãy giờ giật cá nhỏ giết bị quản luôn hả? Ừ. Con lâu cũng cắn được con bự với nhỏ đâu nhỏ hoài vậy. Nãy giờ cá con ăn không cả nhà, thả nhiều lắm mấy cá con này giật dính thì vui không có quay. Ờ, cá nó bự cái này ít biết đã hay bà thấy con cá này nửa ký không ba? Ủa, trời, cá đỏ hào luôn nó đái kìa em quá cả nhà. Cái thời tiết này đi câu không ngon cả nhà, gió phát phát lạnh lạnh này cả nhà, câu cá nó ăn yếu xìu à, cái nhát ăn lắm, đặc biệt là mấy con cá phi này nè, trời trở gió rồi là nó ăn dở lắm. Ôi bự nữa rồi. Trời ơi, tưởng đâu bự, thấy nó chì dữ lắm, chì mà đó. Cũng đỡ, nhưng mà đều thấy không không có giống như cái nó chì, thấy nó chì, tưởng đâu bự nữa rồi chứ. Nữa cả nhà. Thấy nó chì suốt quá trời, chưa tưởng đâu cá lớn. Ê, kìa, kìa, kìa. Nó ăn cả. Gió này câu cá mèo quá cả nhà, cá này yếu quá. Ui. Trễ rồi ba, trễ nhịp rồi. Dứt. Trời ơi. Cá con, cá đó với cá con đó. Cái lôi mất tiêu luôn rồi. Ý, cũng được nè. Ôi cũng bự nè. Ba nãy giờ ba cứ lên tên giả hoài, ba hô cá nhí hoài. Mà thiệt thấy nó ăn cái phao thấy giống cá con hơn cá bự. Cái này cũng được cả nhà. Bự thì cũng không phải là bự nhưng mà gì là cũng ngon rồi. Gì cũng vừa ăn ngon rồi. À, nãy giờ ba vô ông giật cá nhỏ ghét rồi ổng mất tinh thần câu luôn á cả nhà. Giật cá nhỏ ghét rồi ổng gặp cá ăn lụp nói cá nhỏ, ổng gặp ăn lụp nói cá nhỏ. Dính không, dính không? Bự không ba? Ôi liền mới liền cái giúp ra ngoài nó lôi mất tiêu rồi. Trời ơi giật. Dính cả nhà cũng được.
Không mà sao dính cá bự bự không à, đó được chứ. Đớp bất ngờ không à. Xuống ăn nữa. Bụng lên rồi. Xa quá chắc cả nhà không thấy được cái con. Ôi 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 ôi. Rồi. Dính bạc. Bự không bạc. Trọng cả nhà. Cái câu ngoài khơi dính cá đã được chứ. Ngoài dính cá bự bự không à. Ui xa. Mắc tiêu rồi, đâu mắc tiêu rồi. Trời ơi. Lụm. Cũng được. Con rồi đó, nhìn thấy lôi là biết rồi, bỏ lại đi coi. Thôi về cả nhà ơi, chưa lắm rồi, hai cho con bữa nay đi câu, thời tiết xấu quá cả nhà, thất thu rồi à, mà cũng may mắn lại đây cũng vớt vát được ít con cả nhà, giờ sạn về mai mốt câu tiếp, lấy gọng cá lên mà. Bộn bộ mất cả nhà, cái này dính cũng yên đó. Sẵn xuống câu về thôi, hết buổi, hết ngày, hết giờ rồi. Rồi, lấy gọc cá lên bôi à, cái nhà mình coi thành quả coi. Rồi. Bữa nay cũng bộn nha cả nhà. Đây nè, có con cá bự nè cả. Cá bự đỏ tư ha. Bự đã con cá bự hết rất đẹp không cả nhà. Biết con cá. Ồ, bữa nay nhiều quá cha. Bữa nay nhiều, bữa nay câu mắc nhiều thời gian mà cỡ cái vô đây chúng. Rồi. Rồi, giờ chú cha con đi gom đồ lại về nha cả nhà. Tôi cũng kết thúc video ở đây á. Tôi cảm ơn ông bà cô chú anh chị em mình đã dành thời gian ủng hộ video của vui nha. Cả nhà cho vui xin một like, một đăng ký nha cả nhà. Tôi cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Vui xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong những clip tiếp theo nha. Thì chuyến đi câu như vậy thì Dương hy vọng Dương sẽ chia sẻ lại được những cái khoảnh khắc thú vị cho cả nhà mình thư giãn sau những giờ làm việc nha. Bye bye cả nhà nha. Bye cả nhà các bạn.